Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì bây giờ chắc chắn là chuyên mục là anh em chơi GSX R15MT sẽ cần. Đây, thì vào vấn đề luôn ha. Mình mới đặt được một lô hàng là mình nhờ người ta làm á, theo cái đẹp á, đặt người ta làm đó là bảo vệ che két nước của R15 và su MT rồi đó anh em. Thì bảo vệ các nước là cái gì? Nó sẽ bảo vệ để cho nước đá nó không văng vô, các nước mình nó đẹp, với lại cái xe mình nó sẽ nhìn nó sáng hơn, nhìn nó ấy hơn, giống như một chiếc xe này không có che các nước. Anh em sẽ nhìn vô, quay gần vô. Con này không có che các nước thì khi anh em rửa nước thì mấy cái này nó sẽ không có còn đẹp, thấy không? Nó sẽ bị xước, nhưng mà khi anh em để che các nước vô thì nước nó không có văng vô, với lại nó đẹp, nó thẩm mỹ, nhìn xe nó ngầu hơn, nó gấu hơn. Và mình đã cùng cái hãng này nè, CNC này là rất là mắc tiền. Cái máy này tới mấy tỷ lần anh em, chứ không phải như máy thường nha anh em. Thì người ta làm cái này, người ta chỉ làm lô vài trăm cái thôi, mình làm vô lô vài trăm cái cho anh em, cho nên làm lẻ không có được, không có nhận làm lẻ nha anh em. Anh em lẻ thì anh em mua những cái loại thường đi nha. Thì đây mình sẽ so sánh cho anh em loại thường. Đây là một cái loại inox anh em mua ở thị trường nè, cái loại inox này nè, nhìn quay quay ra. Nó là loại thường, inox thường. Nhìn nó sẽ không có sáng bóng bằng cái inox mà mình đặt cho anh em ha, riêng biệt cho anh em rồi, nhìn đi ha. Đó, thì inox thì xài nó sẽ lâu dài. Nó dơ anh em chỉ cần lau lại sạch. Rồi nó bền lắm anh em. Nó cái này anh em xài có thể 10 năm, 20 năm chưa chắc cái này nó hư. Xe hư chưa chắc cái này nó hư nha anh em. Tại mình đặt là cái loại inox mắc tiền nhất luôn nha anh em. Nhìn là hai loại inox thường lại inox mắc tiền, nhìn nó khác biệt ha. Trong clip em thấy khác biệt không? Rồi, thì những cái loại thường mà anh em mua ở thị trường nào ở bên mình có luôn. Thì loại này mình bao công lắp luôn khoảng tầm 200 ngàn đến 250, 300. Đó anh em thấy không? Cái loại thường của nó thì nó làm bằng sắt, hoặc cái đồ rất là dởm anh em, rất là dởm anh em đi á, mà anh em dính mưa nó có thể rỉ sét. Dính mưa nó rỉ sét hoặc là nó bám bụi rất là dơ. Nó không có giống như cái hàng inox này. Đó anh em có thể nhìn, inox này rất là chắc chắn anh em, chắc lắm luôn, đảm bảo anh em, bảo hành anh em xài xe hư cái này chưa hư luôn nha. Xe hư cái này chưa hư chắc luôn. Nhưng mà cái này rất là dễ hư nè anh em. Cái này rất là dễ hư, anh em chỉ cần tháo ra, bẻ vô là hư. Với lại cái loại này nè, nó thiếu một cái bát. Cái loại mà thị trường đang bán á, nó thiếu một cái bát ra để nó giữ cố định lại. Cái này nó không lắc, khi anh em chạy tốc độ cao nó không lắc. Nó thiếu một cái bát giống gì, thấy không? Anh em thấy cái loại này không có. Kể cả cái này nó làm bằng nhôm cũng không có. Nhôm này rất dễ gãy anh em, đi thời gian nó sẽ gãy. Đi thời gian nó sẽ gãy. Mình không dám bẻ luôn anh em. Mấy cái bát này nó sẽ gãy nè, anh em thấy không? Nó có vết rạn nè. Nhìn không? Thấy không? Đó, cái này mà hàng mới nha anh em. Thì nó vẫn thiếu một cái bát chỉ ra đây để nó giữ lại khi mà anh em lắp vào các nước á, thì một con ốc sẽ nằm đây, con ốc ở đây. Trên đây nó sẽ không có ốc thì nó phải giữ lại, nó nằm trong cái nó có giữ lại. Cái con R15 nó mới chắc chắn. Đó. Thì cái hàng này mình bán cho anh em là 300k nha anh em. Còn anh em qua lắp thì tính thêm công nha anh em. Hàng này bán cho anh em 300k bảo hành luôn, xe hư cái này không hư. Chắc cứ anh em một điều vậy đó. Thì cái này là những cái mình so sánh. Hoặc là cái hàng này của Su thì mình vẫn có nè anh em. Đây Su đây, rất đẹp nha anh em. Moto RR đây của Su, cái này của Su. Và hiện tại Su, cái hàng rẻ tiền thì anh em thấy không, nó làm và nó sơn lại nhìn rất xấu. Anh em đi thời gian nó sẽ xét, đi thời gian nó sẽ xét và nó hư, nó đóng bụi ở trong rất là nhiều. Nói chung là cái này là ở bên hãng là về đặc cắt, người ta tạo lỗ tròn để bụi nó không bám vô vào nhiều nha anh em, và gió nó thông hơn và hơi nước nó xịt vô nó cũng không có đỡ hư đi cái két nước của mình. Thay vì làm những cái lỗ lưới như vậy thì nó sẽ rẻ tiền hơn, đỡ tốn công cắt hơn, nhưng mà nó sẽ không bền và nó sẽ không tốt. Anh em nhìn cái này nè, người ta gia công là người ta cắt ngoài, người ta gắn vô, người ta sơn lại, nhìn nó rất là không đẹp mắt anh em ha. Còn cái này là CNC nguyên cái luôn, máy nó cắt nguyên khối, nguyên một khối như gì nè. Đó anh em nhìn có thể hình dung, nó nhìn nó rất là lấp lánh, rất là đẹp. Đó, khi anh em định lên con Su, đây mình thử định lên con Su nha. Đây là cái con Su cũ của nó nè. Đó, anh em xài thời gian nó sẽ gì nè, nó sẽ dơ, nó sẽ hư sơn, chóc sơn, rồi nó dơ lắm, nó đỏng bụi ở trong. Đó, còn cái hàng mình nghiên cứu và mình làm hơn, nó chỉnh chu hơn, anh em thấy không? Chỉnh chu không? Mình thấy chỉnh chu không? Đó, chỉnh chu hơn. Đó, thì khi anh em để vô đây thì nó vừa luôn, rất là dễ tháo lắp. Rồi, khi anh em để ở đây chỉ cần tháo ốc bắt thôi là dính vô ha. Nhìn rất là đẹp và nhìn rất là sáng chiếc xe.
và nó không bao giờ bị tối màu nha anh em. Quay thấy không? Quay thấy sáng xe đó, như đó đẹp, mình quay trong tối mà vẫn sáng. Đây anh cầm vô đây quay cho anh em xem. Đó, vẫn sáng xe. Ha, nhìn cái xe ở dưới là nó sáng liền, nó đẹp liền. Thay vì cái mẫu đó, mình sẽ có sẵn cái mẫu rất là dễ lắp ráp, anh em có thể tự lắp ráp ở nhà được nha anh em, hoặc là anh em qua mình sẽ lắp cho anh em. Đó, một cái mẫu mà mẫu thường là xài thời gian nó sẽ rất là ghê, rất là gớm. Đó, mẫu này anh em xài vĩnh viễn luôn, mua một miếng thôi, vĩnh viễn, xài vĩnh viễn. Rồi ok anh em ha. Rồi, thì mình làm số lượng rất nhiều, mình làm tầm 1000 cái người ta mới làm cho mình nha anh em. Nhà máy người ta mới làm cho mình. Chứ mấy cái này máy cắt người ta làm 1 2 cái, 10 cái, 50 cái người ta không làm đâu anh em. Đây đây có một mẫu mình lên sẵn cho R15 nè. Anh em thấy không? Lên thẳng cho R15 nè, nhìn trong rất là sáng. Rất là dày luôn anh em. Thấy không? Nhìn rất là đã, nó bảo vệ các nước mình mà gió vô vẫn được nha anh em. Gió vô vẫn rất là tốt, nhìn rất là thấy không? Đó. Đó là cái clip này cho anh em để anh em nghiên cứu mà lên nha. Anh em nào muốn gắn vô R15 thì cứ qua liên hệ mình. R15 thì gắn nó hơi khó một xíu, mấy con sợi bọt thì gắn nó hơi cực một xíu, thì qua đây mình hỗ trợ mình gắn cho anh em. Mấy con R15 là gắn phải tháo áo mình gắn vô. Gắn một lần là đi cả đời luôn anh em. Xài một lần là đi cả đời, anh em thấy có đẹp không? Anh em tự đánh giá nha anh em. Anh em tự đánh giá nha, nó có đẹp hay không anh em tự góp ý luôn nha anh em. Không cần mình nói, anh em tự nhìn rồi tự đánh giá nha anh em. Đó, cái này có cái bát R15 là hai cái này nó giữ lại là cứng ngắc luôn á anh em. Giữ lại là cứng ngắc luôn. Đi nó rất là mát. Anh em ịn vô thử cái inox này, nó rất là mát luôn. Nè, ịn vô thử nè Hưng. Nó mát lắm, nó mát người lắm, inox này mát đúng không? Nó mát lắm anh em. Chứ nó không giống như mấy cái này, rất là nguy hiểm, với lại nó gia công hời hợt quá. Nhưng mà cái này giá thành thì nó sẽ rẻ hơn đó anh em. Nhưng mà nó không có ngon. Còn cái này thì rất là dễ gãy. Nhôm này giống như là làm nhôm xong rồi nó xi lên đó anh em. Rất là dễ gãy luôn. Với lại cái lỗ nó khá to. Cái lỗ khá to này thì mình nghĩ là chỉ đẹp thôi. Chỉ đẹp thôi chứ nó không có chống được cái tia nước rửa xe bắn vô hay là cái gì bắn vô nha anh em. Cái lỗ khá to. Cho nên mình đúc kết ra là cái lỗ này là hợp lý nhất. Sau nhiều lần nghiên cứu thì mình thấy cái lỗ này là hợp lý nhất anh em. Không có cái lỗ nào nó hợp lý hơn cái lỗ tròn này nữa. Đó. Rồi anh em nào muốn mua thì cứ inbox cho mình ha. Đó. Hoặc là muốn lắp ráp tại chỗ thì cứ chạy qua mình. Ok, mình treo mẫu sẵn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Đó. Ok anh em ha. Đó, đây là cái mẫu inox thường, mình bên có cái móc thường nè thì nó sẽ không có sáng nha anh em. Rồi ok anh em. Vậy nha. Báo anh em là hàng về cho anh em biết, anh em chạy qua lắp hoặc là anh em ở xa thì mình gửi ship cho anh em.